chào tất cả các bạn. Cô là Cô Trang, cô đến từ trường Mầm Non 9. Vì dịch bệnh Covid-19 nên đã lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau đúng không? Cô Trang thì rất là nhớ các bạn. Các bạn có nhớ cô Trang không? Ngày hôm nay, cô Trang sẽ giới thiệu với các bạn một trò chơi với Nam Châm nha. Các bạn cùng theo dõi cô Trang, xem cô Trang làm gì nha. Cô Trang có một cái kẹp giấy nè. Nếu bây giờ cô Trang thả cái kẹp giấy này vào nước thì đố các bạn cái kẹp giấy này sẽ như thế nào? Cái kẹp giấy đã bị chìm xuống nước rồi. Bây giờ cô Trang muốn lấy kẹp giấy ra nhưng không được đụng vào nước. Đố các bạn, cô Trang sẽ làm cách nào? Mình dùng muỗng lấy ra có được không các bạn? Không nha. Bởi vì lúc nãy cô Trang đã nói mình lấy kẹp giấy ra nhưng không được đụng vào nước rồi. Bây giờ cô Trang sẽ hướng dẫn các bạn lấy cái kẹp giấy này ra nhưng không đụng vào nước nha. Mình cần có một cục nam châm nè. Mình đặt cục nam châm vào thành ly. Sau đó mình để cục nam châm hít vào chiếc kẹp giấy. Sau đó mình di chuyển từ dưới lên trên thành ly nha. Vậy là cô Trang đã lấy được chiếc kẹp giấy ra khỏi ly nước nhưng không đụng vào nước rồi. Ba mẹ có thể tìm thêm nhiều vật liệu kim loại để tăng thêm tính hấp dẫn cho trò chơi này nhé. Sớm gặp lại nhau. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt các bạn.